Chào bạn thân mến, thật biết ơn vì bạn đang lắng nghe để cho tôi có thể trò chuyện với bạn trong dịp năm mới này. Một năm cũ đã trôi qua, một năm mới lại đến. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không bạn? Cho dù một năm cũ đã trải qua chuyện gì, thì vẫn có rất nhiều điều tuyệt vời đang hứa hẹn bạn ở năm mới. Và điều đầu tiên để giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn trong năm mới này, đấy chính là việc yêu thương bản thân. Có lẽ khi bạn đang lắng nghe, chúng ta đang bước đi những giây phút đầu tiên trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Việc thay đổi con người, làm mới lại bản thân cũng có thể được coi như một cách để mỗi người đón chờ một năm mới rực rỡ hơn. Và điều đầu tiên để giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc, đó chính là việc bạn phải biết yêu thương bản thân mình nhé. Để yêu thương được bản thân, hãy nhận biết rõ chính mình. Bạn có thể lấy ra một tờ giấy và viết tên của bạn lên trên cùng. Sau đó chia tờ giấy đó thành 4 phần với các nhãn như thích này, không thích, điểm yếu, điểm mạnh, và hãy kết nối bắt đầu ghi ra. Đôi khi bạn không cần phải đi theo thứ tự, nghĩ được điều gì về bản thân, hãy ghi ra luôn điều đó. Và mục đích của hoạt động này, đó là để bạn có thể nhìn rõ được con người của bạn, cả những điểm tốt đẹp và cả những phần khuyết, đồng thời giúp bạn chấp nhận và đón nhận tất cả những điều này. Hãy nghĩ về những điểm đó như thể bạn đang trò chuyện với chính mình vậy. Bạn đang chơi với chính mình, dành cho bản thân tất cả sự chú ý, và bạn đang thực sự gắn kết với con người của bạn. Theo thời gian và sự luyện tập, bạn sẽ thực sự biết mình là ai và mình có khả năng gì. Đó cũng là điều mà tôi thường làm mỗi một ngày mới. Thế nên trong năm mới này, bạn cũng có thể thử làm giống như tôi nhé. Và để bạn hạnh phúc hơn trong năm mới, hãy tuyệt đối tránh nhiều sự tiêu cực càng tốt. Bạn có thấy rằng đôi khi chính bản thân mình là người phê bình tàn nhẫn hơn tất cả những người khác không? Đôi khi bạn có nghe thấy cái giọng nói bên trong của mình lặp đi lặp lại những cái điều đã gây ra tổn thương, những cái điều khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn sợ hãi liên tục không? Là con người, đôi khi chúng ta phải đấu tranh với những sự hoài nghi, với những sự tiêu cực trong tâm trí. Tuy nhiên, khi bước sang một năm mới, hãy nâng cao tình yêu dành cho chính mình và hãy vun bồi những lời độc thoại tích cực hơn, thì những sự độc thoại tiêu cực đó sẽ dần dần biến mất. Hãy chú ý hơn đến cách bạn nói chuyện với chính mình. Đó cũng là một trong những bước vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu bản thân. Và rồi trong năm mới này, bạn cũng có thể trao đi tình yêu thương, lòng từ bi với những đối tượng khác. Đó cũng là cách để bạn vun bồi sức mạnh và sống tử tế hơn. Bạn hãy khám phá ra tình yêu thương đang chảy tràn ở bên trong bạn. Hãy sống thật tử tế, có giá trị, trân trọng những cái điều nhỏ bé ở xung quanh. Và rồi bạn sẽ khám phá ra rằng không có điều gì là quá khó. Không có một ai là người dễ dàng khiến cho bạn bất hạnh nếu như bạn không cho phép điều đó. Hy vọng rằng một năm mới sắp đến, chúng ta sẽ sống thật sâu, để rồi chúng ta cũng sẽ cảm nhận được nhiều điều tuyệt vời. Và cho dù một năm cũ có là gì, bạn vẫn có quyền lựa chọn cho mình một năm mới tốt đẹp hơn. Hạnh phúc hay khổ đau là do chính chúng ta chọn. Mong rằng bạn sẽ tin sâu sắc điều này, và mong rằng bạn cũng sẽ chọn hạnh phúc.